Trung tâm điện tử Tám Hoa xin chào tất cả anh em nhá. Cùng trở lại video clip ngày hôm nay, xin giới thiệu anh em một đôi loa Mỹ vừa về đây, một đôi loa Mỹ PV Bass 30, một tép kèn. Và cặp loa này có cái mã là TLM2. Đây, một cặp loa phải nói là thiết kế nhìn rất độc lạ này. Tay quay sách này. Đây. Hình quả chám. Đây là một cặp loa thì các bác anh em thường thấy trên sân khấu được người ta đặt để làm lời ca sĩ nhá, PV. Đây logo nguyên bản của nó đây. Đấy. Logo còn nguyên bản nhá. Đây. Đây tem nhôm của sản phẩm đây. Đây hàng Mỹ xịn nha anh em nhá. Hàng Mỹ xịn tờ TLM2. Đấy, model TLM2 nhá. Đây. Model của sản phẩm đây. Đấy, hàng sản xuất tại Mỹ. Made in USA, với kích thước chiều cao được thiết kế con này khoảng trên 50-58 cm. Đấy, cái bề mặt này khoảng 40 thôi. Đấy, còn đây nó là vát. Vát thì nó khoảng trên 60-60. Sâu của thùng là khoảng 30 cm. Đấy, thùng gỗ bọc lỉ. Cặp loa này mà karaoke nghe nhạc thì hết nước chấm các bác anh em nhá. Đấy, tép nó vẩy rất hay. Tép của PV nghe nó vẩy rất hay nhá. Bass 30 nhưng mà nó đánh rất mềm mại. Đấy. Đây, loa đẹp lắm. Và cái logo này cũng có mã của sản phẩm đây. TLM2 anh em này. Đấy. Đấy, Bass 30 từ 14 họng 53. Đây, logo PV đây. Đấy, thì cặp loa này thì được thiết kế là đặt trên sân khấu. Đấy. Đấy, đặt trên sân khấu là họ đặt như thế này các bác anh em nhé. Đấy, đây. Đây, cái chân bên dưới là em tháo ở đằng sau là em nắp lên để cho anh em chơi gia đình. Đấy, các bác có thể chơi cắm bằng cọc này. Đấy, họng cắm cọc này. Đấy, loa đẹp lắm các bác nhé. Đấy, loa vẻ đẹp, zin nguyên bản, Bass 30. Đây. Marine USA PV, mã là TLM2. Hỗ trợ bằng hai cổng jack kim 6 ly. Công suất trung bình 350, maximum là 600W cho trở kháng 8 ohm. Đấy. Loa Mỹ xịn sò anh em nhá, loa cặp loa Mỹ xịn nhá. Đây. Đây, PV đây. Đấy, logo trên cái ngõng cắm cọc PV. Đấy. Con này chất lắm. Đấy, nghe cắt karaoke thì phải nói hết nước chấm với một cặp loa PV Bass 30 TLM2. Đấy, thì cặp loa này tình trạng zin nguyên bản đẹp xuất sắc nhá, bao chất cho anh em nhá. Đấy, cặp loa này đang có giá đầu tư 11, bác nào có nhu cầu liên hệ bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Đấy, địa chỉ bên em tại Thị Tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Bác nào có nhu cầu cặp loa Mỹ xịn zin nguyên bản đẹp xuất sắc, đấy, chất, liên hệ bên em nhá. Rồi. Đấy, chơi gia đình thì các bác anh em đặt trên kệ thì các bác đặt đứng như thế này. Đấy. Hoặc là các bác anh em mà cắm cọc ba chân. Đấy, bên dưới có một cái ngõng. Đấy.